nhân danh cha và con và thánh thần amen cộng đoàn rất thân mến thiên chúa mời gọi chúng ta bằng chính tình yêu thương của ngài để chúng ta được bước vào được sai đi nơi vườn nho của thiên chúa mặc dầu chúng ta thật bật xứng nhưng tình yêu thương của ngài vẫn luôn luôn nâng đỡ chúng ta giờ đây chúng ta cùng lắng nghe lời của chúa Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Người kia có hai người con, ông đến với đứa con thứ nhất và bảo: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho cho cha. Nó thưa lại rằng: Con không đi. Nhưng sau nó hối hận và đi làm, Ông đến gặp đứa con thứ hai và cũng nói như vậy, nó thưa lại rằng: "Thưa cha, vâng con đi, nhưng nó lại không đi. Ai trong hai người con đã làm theo ý cha mình?" Họ đáp: "Người con thứ nhất." Chúa Giêsu bảo: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và gái điếm sẽ vào nước thiên chúa trước các ông." Vì do đã đến với các ông trong đường công chính và các ông không tin Ngài. Nhưng những người thu thuế và gái điếm đã tin Ngài. Còn các ông, sau khi đã xem thấy điều đó, các ông cũng không hối hận mà tin Ngài. Cộng đoàn rất thân mến. Trong bối cảnh mà tin mừng vừa kể lại cho chúng ta, chung quanh Chúa Giêsu có rất nhiều người được coi như là những người thông thái, được coi như là những người đạo đức. Là những người thông thái bởi vì họ đã từng thường xuyên tranh luận với Chúa Giêsu về giáo lý, về luật lệ của người Do Thái. Cũng như những người đạo đức Kinh Thánh không ít lần đã nói với chúng ta rằng họ tự nhận mình đạo đức, ngồi ở nơi cao chỗ nhất trong hội đường, vân vân. Và hôm nay khi đối diện với Chúa Giêsu, bằng chính lòng yêu thương nhân từ, Chúa Giêsu muốn mời gọi họ trở lại với thực tại Chúa Giêsu muốn họ nhìn thẳng vào bản thân mình để biết rằng mình đang ở đâu, mình đang là gì. Cho nên Ngài đã đưa ra cho họ một hình ảnh mà chính Ngài đã trực tiếp hỏi họ các ông nghĩ sao? Ai là người con làm theo ý của cha mình? Đó là người trả lời không hay là trả lời một cách rất ngọt ngào, vâng, thưa cha, con đi làm. Cái sự trả lời đó chưa đủ để nói lên được rằng họ là ai. Có lẽ Chúa Giêsu muốn mời gọi những cái người biệt phái, những thượng tế này nhìn thẳng vào giữa việc làm của họ, cũng như lời họ nói ra. Để rồi ở nơi đó có một sự song hành thực sự. Trong quá khứ, qua miệng tiên tri, lời Chúa cũng đã nhắc nhở cho dân Do Thái rằng dân này thờ kính ta ngoài môi, ngoài miệng, nhưng lòng chúng thì xa ta. Hôm nay, Chúa Giêsu muốn dùng hình ảnh này để mời gọi họ quay trở về nhìn nhận giá trị thực tại và để họ đối diện với thiên chúa sự thờ phượng thiên chúa không dừng lại ở chỗ lời nói bên ngoài nhưng lời nói đó nó chỉ có giá trị khi cái việc làm của họ phải chứng minh cho cái lời nói đó cho nên cái người con thứ nhất Mặc dù anh ta đã trả lời với người cha rằng Con không đi Có lẽ đó là một lời nói phũ phàng Một lời nói khó chấp nhận Thế nhưng sau lời nói đó Anh ta đã nhìn lại Nhìn lại một mối tương quan giữa tình yêu thương Mà cha dành cho mình Con ơi hôm nay con đi làm vườn nho cho cha Và vì anh ta nhận thấy rằng cái câu trả lời của anh ta là một sự bất xứng Và vì vậy anh ta đã hối hận Anh ta đã ăn năn Anh ta đã thấy sai sót trong lời nói của mình Và vì vậy quyết đứng dậy để ra đi làm vườn nho theo ý của cha mình Ngược lại Hình ảnh của người con thứ hai có lẽ là một câu trả lời ngọt, đẹp, vâng thưa cha còn đi thế nhưng cái kết lại đáng buồn anh ta chỉ trả lời một cách máy móc một cách môi miệng bóng gió để đó rồi tiếp tục không làm theo ý của cha mình như anh ta đã từng nói chính vì vậy mà anh ta là người không làm theo ý của cha mình cộng đoàn. Chúa Giêsu hỏi các luật sĩ và biệt phái các ông nghĩ sao ai là người làm theo ý cha trong hai người con đó? Và hôm nay đây, lời Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta trước tình yêu thương bao la, cao cả mà Thiên Chúa đã đang và tiếp tục dành cho chúng ta. Lời Chúa vẫn gọi chúng ta, con ơi, hay đi làm vườn nho của cha mỗi người chúng ta cảm thấy rằng mình bất xứng để bước vào vườn nho đó nhưng chính tình yêu thương của thiên chúa đã hạ mình xuống và nâng chúng ta lên chính tình yêu thương đó đã sai chúng ta đi vào vườn nho của ngài còn lẽ Hôm nay đây chúng ta cần phải lắng nghe được lời của Chúa, không phải là các ông nghĩ sao? Như Ngài đã nói với những luật sĩ, những biệt phái, những thượng tế của Giọt Thái, mà với chúng ta thì hôm nay đây chúng ta phải để lắng đọng tâm hồn và nghe được Chúa nói thẳng với chúng ta con nghĩ sao? Khi ta gọi con và sai con. Vâng, thương bà anh, chị em. Có lẽ lời của Chúa Giêsu phải xoáy thẳng vào tâm hồn chúng ta để mỗi người chúng ta đối diện với Ngài. Chúng ta nghe lời của Ngài không phải là một lời nói với ai đó. Các ông nghĩ sao nữa mà phải là một lời nói với chúng ta. Con nghĩ sao khi ta đến gõ cửa lòng con và gọi con. Khi ta đến gọi con và sai con. Lúc này đây, khi chúng ta đang nghe được Chúa nói với chúng ta, con ơi, hãy đi làm vườn nho của ta. Và cũng chính lúc này đây giây phút này đây Chúa đang mong mỏi lắng nghe được sự đáp trả của chúng ta. Không phải một sự đáp trả của một sự không, con không đi và chắc chắn rằng vâng con đi con đi và không dừng lại ở từ vâng đó việc con đi đó phải tiếp tục tiếp tục kéo dài bằng chính các hành động các sự việc cụ thể trong đời sống của chúng ta như một sự trả lời chính xác dẫu biết rằng chúng ta không xứng đáng để được chúa gọi chúng ta chúng ta thật bất xứng khi chúng ta được mời gọi bước vào vườn nho của ngài nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta biết hối hận như trong sách bài đọc thứ nhất chúng ta vừa mới nghe nếu mà cái người tội lỗi biết từ bỏ cái tội lỗi của mình và quay về với sự công chính của thiên chúa để được sự sống cộng đoàn rất thân mến trong một tình yêu thương bao la của Thiên Chúa. Ngài đã cúi mình xuống trên chúng ta, Ngài đã ưu ái để kêu gọi mỗi người chúng ta bằng hoàn cảnh khác nhau, những sự kiện khác nhau. Thế nhưng Ngài luôn luôn mong mỏi sự đáp trả lại từ nơi chúng ta bằng một chuỗi những hành động đi đôi với lời nói của chúng ta làm đẹp lòng Thiên Chúa. Dẫu biết đứng trước thiên chúa chúng ta thật bật xứng thế nhưng trước tình yêu vô biên đó chúng ta cần phải có một sự đáp trả lại bằng tâm tình của một người con hiếu thảo nhận ra được lời mời gọi của chính cha mình một người con cảm nhận được lòng yêu thương để sẵn sàng ra đi để sẵn sàng xưa tiếng xin vâng con đi và tiếp tục việc làm đó chứ không phải dừng lại con đi rồi chấm hết đi và tiếp tục đi đi vào vườn nho của ngài để làm chứng tá để giới thiệu lòng yêu thương nhân lành mà thiên chúa đã đổ tràn trên chúng ta và ngài lại tiếp tục đổ trên tất cả những người ngài kêu gọi họ Đứng trước một xã hội ngày hôm nay Biết bao nhiêu những tiếng ồn ào Biết bao nhiêu những sự níu kéo Làm cho con người quên đi tiếng gọi của Chúa Và không lắng nghe được tiếng của Ngài Và họ cũng không muốn đáp trả lại Lời mời gọi yêu thương đó Thì chính mỗi người chúng ta Là những người cần phải giống lên tiếng đó để mời gọi anh chị em của chúng ta nhận ra tiếng gọi yêu thương của thiên chúa và đáp trả lại tiếng gọi yêu thương đó bằng những việc làm khởi đầu bằng một sự hoán cải khởi sự bằng dấn thân bằng một sự hy sinh như vậy vườn nho của chúa luôn luôn mời gọi tất cả chúng ta ước mong rằng cuộc sống của chúng ta luôn là một sự đáp trả lại xin vâng con vâng theo ý cha con sẵn sàng qua từng sự kiện qua từng biến cố vui buồn sướng khổ đã đang và tiếp tục xảy ra cho chúng ta thì đó vẫn là những tiếng xin vâng đẹp nhất ngọt ngào nhất mà chúng ta thưa với chúa con làm theo ý của cha xin mẹ maria như mẹ đã thưa tiếng xin vâng trước thánh ý của thiên chúa thì mẹ cũng giúp cho mỗi người chúng ta cảm nhận được tình yêu thương của chúa và sẵn sàng hy sinh dấn thân để đáp trả lại lời mời gọi đó một cách tốt đẹp